Rồi, xin chào bà con, các bác đã quay trở lại với Tín Tùng BTS. Chắc có lẽ thì có lẽ thì những ngày hôm nay thì mẫu xe, mod xe về dòng Hyundai Tiago VHD dạo này khá là hot. Thì đây là hiện tại đây mình đang dùng cái bản này, bản của tình của An em nhé, của cậu An. Thì đã cập nhật thêm một vài thứ. Đợt trước mình cũng có demo về cái video về con HD320, rồi cũng có Hyundai Tiago 5 chân, có thùng, có thiếc, cái biển số này nọ. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với dòng Hyundai này này. Chúng ta sẽ kéo theo một cái móc nó khá là khủng khiếp. Cái này thì chắc là có lẽ thì ở Việt Nam mình cũng đã có cái dòng này, nhưng mà nó đổ kiểu dòng đổ container nha. Ở Việt Nam có rồi nha. Lần trước thì rùm beng với cái vụ này đây, rùm beng với cái vụ là xe hoán cải từ thùng container sang chờ vật liệu xây dựng này đấy. Chắc là anh em là hay coi thời sự hoặc là các cái tiêu điểm về VTV thì sẽ rất là rõ về cái chuyện này. Không, mình chỉ lại hiện nay mình kéo một cái móc như vậy đây, nhưng mà không phải là của Việt Nam mà là của Trung Quốc đây. Cái tên mod này nó là 10m5 đấy, 10m5 mà trong game này mình mắc cuống nó dài dã man chứ đâu phải 10m5 đâu, rất là dài. Ok, này thì mình kéo một móc khủng với Hyundai HD với độ full Tiago, gồm tấm chắn nắng Tiago và mặt nạ lưới tần của Tiago anh em nhé. Đấy, và một cái gọi là cái cái lườn ba sóc Tiago nữa nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên đường đi nhận đi chở gỗ dăm anh em nhé, gỗ dăm từ Bình Định đi Quảng Nam đấy. Thì đây là cái đoạn đường quốc lộ 19B đây mà em nhặt mới cập nhật đây. Thì hôm sau không biết là do người máy mình bị văng hay là do map bị văng nhé. Dạo này hay bị văng, map nào cũng văng, thạch cũng văng mà map của Nhật cũng văng, trời map gốc cũng bị văng, chả hiểu vì sao. Đây, bên này HD 1000 có cái mùi lướt gió rồi nha, có mùi lướt gió rồi, có cái gương chiếu hậu thêm phiên bản gold. Với lại gold như kiểu là bọc inox anh em đó, bọc gương ấy đó, khá là thú vị và đẹp đấy. Phiên bản mui lướt gió này không phải là mui lướt gió chính gốc của Hyundai anh em nhé. Nó cũng dựa trên khuôn mẫu của Hyundai nhưng mà đóng theo kiểu Việt Nam đó, đây là cái mui lướt gió đấy. Mình có cái cảm giác là cái móc trailer thùng Ben 10m5 này nó phải dài tương đương với vậy, cái con móc thùng 48 feet hoặc 45 feet trở lên, nó cao tương đương với thùng container, phải thật, cao thật. Này thì chúng ta sẽ kéo với một em xe ăn nó mắc nặng đá đây một nhịp nhé, màu đỏ đô. Bây giờ mình đang đi nhận gỗ dăm, gỗ xăng, tạm sửa gỗ. Cái thùng khủng khiếp này nó chỉ chở được 22 tấn, trong cái sức kéo con này nó tận tới 60-70 tấn rồi, nhưng vẫn chưa đủ tải. Con HD1000 này nó kéo đây, nhận thấy đây là một sườn gỗ đây, rất là nhiều gỗ. Này thì mình làm video hôm qua Tết thì có lẽ thì cái video này đạp đất thì chắc phải lên đường mùng 4, nếu mà thuận lợi không gặp các trục trặc về trong trong quá trình xử lý. Mỗi lần là mình chơi được, mình quay liên tục tầng bài cái nó để nó dài và nó hơi dài ra, nó làm thêm tập thứ hai. Bây giờ mình đang đi bốc 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 gỗ dăm anh em nhé, ở trên quận 19.
Đây là có sẵn ở đây, cứ thế đi tới thôi. Chưa đi mà khách hàng đã điện thoại tới hỏi giúp đi chưa đây. Mình nhập vào chạy chuyến nhưng mà chạy giờ anh em nhé, chạy giờ đạp thí mẹ luôn, chạy chuyến thì cũng túc tắc thôi. Thì chủ hàng gọi tới là xem được xe di chuyển chưa đấy. Nhạc chung lục gia huyền thoại. Rồi giờ mình sẽ để bàn lên đường em nhé. Đầy một cái móc gỗ răm anh em nhé, tương đối là đầy đầy bằng luôn. Trong thì video mình thì cũng làm ở đêm khuya mùng 4 mùng 3, chúng thì không ngồi nói lâu nó dài được, mình sẽ bình luận tới một phút nào đấy thôi anh em nhé. Thì mình bây giờ sẽ qua bên cái chỗ cái gara bên kia để chúng ta khám phá một số phiên bản sexy của dòng Hyundai Juke mà hiện tại cậu An đang bán nha. Sắp tới cũng sẽ có một dòng Hyundai nữa, nhưng mà hiện tại mình đang chờ chờ nó cập bến, sau đó mình sẽ làm một video song song và so sánh review. Đây, mình sẽ qua bên cửa hàng của thằng Iveco để nghịch ngợm một tí, khám phá một số các phiên bản của cái dòng máu Hyundai HD này, gồm Gold, Chevrolet và HD. cái móc bèn to dã man. Rồi chúng ta sẽ khám phá một số phiên bản sexy nhé, hicap này, phiên bản nâng hạ này, nâng hạ trục sau, nâng hạ trục sau này, 25 tấn, new chevy. À, New HD. Rồi, cuối cùng lại quay trở lại em hát còn HD 1000 để kéo tiếp tục hành trình, kéo cái mùi gỗ, cái gỗ giáp của Quảng Nam nguyên liệu giấy.
Rosette Inno nói chung là con này vẫn là bản gốc cho 35 ngành hàng chạy thử rồi ngành hàng rồi ngày giúp mình nhấn like xem số và này. Còn bây giờ thì xin chào lại các bạn và hẹn gặp lại.
Thank you.